nó bế trong cổng ốc bếp, để thằng nấu nó hỏi online, để nấu B1, rồi nấu lúc 14, hôm nay 15, diễn ra với hai đội, Đầu Vinh và đội Mộ Đức. Ở Đầu Vinh đang sân sân phục, áo đỏ, quần đỏ, tóc đỏ. Rồi, anh em Mộ Đức đang sân sân phục, áo trắng, quần đen, tóc trắng. Có tổng tài đang nhận trận đấu không có, tổng tài thứ nhất, Quỳnh Trương Bá, tổng tài thứ hai là Công Lý. Thank you.
thoát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
đúng không? Dừng lại.
Let me start.